Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ bảy ngày 3 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Đầu tư cơ sở vật chất, sửa sang phòng học, bồi dưỡng đội ngũ